Dạ vâng, xin kính chào quý anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em Thủy phụ trách bán hàng tại Salon Topka, địa chỉ là 399 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội. Và số hotline của em là 0961157636. Dạ vâng, thì hôm nay em sẽ lên sóng ngay phục vụ quý anh chị và các bạn một chiếc xe. Vâng, đây là một chiếc C300 AMG sản xuất 2019, biển tỉnh, tên tư nhân, nội thất màu đen. Dạ vâng. Thì hiện tại chiếc xe này bên em đang chào bán là hơn 1 tỷ 7. Dạ vâng, thì quý anh chị nào đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Thủy nhá. Dạ vâng, không để quý anh chị các bạn chờ lâu thêm nữa. Thì em sẽ tiến sát lại gần, mời tất cả quý anh chị các bạn theo dõi cùng em chiếc C300 này của em. Dạ vâng, mặt ga lăng sao rơi rất là đẹp. Sơn si con này gần như là zin tuyệt đối rồi, sơn rất là đẹp, nước sơn rất là bóng. À, thì em sẽ tiến sát lại cái phần lốp này. Đó. Quý anh chị có thể thấy được lốp rất là dày, rất là mới, rất là bóng, vành mới. Sơn si này, em quay tổng thể cái phần sơn si này, rất là đẹp đúng không ạ? Xe thì bên em sẽ cam kết bằng văn bản là xe nguyên, không đâm va, không ngập nước, keo chỉ là toàn bộ là zin theo xe. Quý anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua xe trả góp thì alo trực tiếp cho em Thủy. Em Thủy sẽ có một hướng dẫn thì anh chị có thể sở hữu được chiếc xe C300 AMG này. Rất là đẹp. Màu xanh Kawasaki, giá nắng rất là chói lóa luôn ạ. Đó, em sẽ mở phần cốp lên. Quý anh chị có thể quan sát toàn bộ phần keo chỉ cốp. Đó. Đây là cái nút điều khiển lên xuống cốp. Đó, keo chỉ nguyên bản 100% theo nhà máy. Và cái phần cốp này thì có một số đồ ở đây thì cũng không có gì. Vâng, thì em sẽ đóng ngay cái phần này cốp lại. Đó, em quên ấn nhầm nút rồi. Vâng, đây ạ. Đó, vừa rồi đây là tổng thể toàn bộ bên lái. À, xe rất là đẹp, vành không một vết xước, sơn si thì rất là đều. Đó, anh em, đây là toàn bộ cái phần khoang nội thất. Đó, rất là mới, táp ly đen. Những cái chi tiết lên xuống kính là loa Bumaster, như ghế 3 vị trí, ghế chỉnh điện. Đó, đây là phần vô lăng của nó. Vô lăng thể thao méo 3 chấu. Vâng. Xe hiện tại đi hơn 2 vạn mai. Đó, màn hình điều khiển trung tâm. Đó. Nút điều khiển bảng điều khiển này. Ghế rất là mới. Và tiếp theo em sẽ quay cái phần nội thất sau. Vâng, đây là toàn bộ cái phần nội thất sau của chiếc C300. Rất là đẹp. Em quay phần trần, cửa sổ trời, trần màu đen, không bong chóc, xước hay bẩn gì hết. Chủ đi rất là dữ luôn ạ. Phải nói là lâu lắm rồi em mua được con C300 đẹp như này. Và màu xanh của nó thì vô cùng độc rồi. Đó, da nắng màu xanh Kawasaki rất là tuyệt vời. Thì hiện tại thì em vừa mới giới thiệu là chiếc C300 AMG này. Dạ vâng, thì quý anh chị đang quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em và số điện thoại 0961157636. Em là Thủy, phụ trách bán hàng tại Salon Topka. Vâng, thì quý anh chị nào nhu cầu alo cho anh cho em sẽ có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi để anh chị có thể sở hữu được chiếc xe C300 AMG này. Dạ vâng, sau đây em sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn anh chị ở những video tới. Vâng, cảm ơn anh chị đã quan tâm.